Sản phẩm của chúng tôi là hỗ trợ điều trị từ bên trong và các tác dụng lâu dài và bền vững. Điều giúp cho cái sản phẩm Detox Nano trở nên đặc biệt bởi vì chúng tôi đã áp dụng công nghệ nano vào trong quá trình sản xuất. Công nghệ nano giúp các thảo dược thẩm thấu sâu vào trong cơ thể, từ đó loại bỏ được các tác nhân gây hôi miệng. Có là nhiều của cái nguyên nhân dẫn đến cái chứng hôi miệng này. Ví dụ như bạn bị viêm răng chẳng hạn, bạn đặc biệt là bị bạn nha chu viêm, tức là viêm toàn bộ cái hệ thống lợi thì rất hôi. Nếu mà bạn bị đau dạ dày hoặc là viêm loét dạ dày thì nó sẽ gây trào ngược cái dịch từ dạ dày đến thực quản và họng, thì nó gọi là bệnh lý trào ngược, thì cũng gây hôi miệng rất nhiều. Theo tôi đánh giá thì cái sản phẩm Detox Nano này rất tốt cho những người có chứng hôi miệng. Sản phẩm này nó bao gồm những cái thành phần hoàn toàn từ thảo dược. Ví dụ như xạ can thì các bạn biết xạ can thì là chứa cái chất giải độc nhưng mà chống viêm rất mạnh. Vì vậy chứng khi mà bạn bị viêm họng hay là đau ngứa họng thì là cái vị xạ can này chữa rất tốt. Trong cái sản phẩm này ta thấy một cái thành phần rất quan trọng nữa, đây là dạ cẩm, điều tiết được cái dịch axit trong dạ dày. Vì vậy nếu mà bạn bị viêm dạ dày thì nó chống được chứng trào ngược rất là tốt. Nếu mà bạn bị hôi miệng do trào ngược, cái dạ cẩm này thì điều trị cái chứng này rất tốt. Ngoài ra thì ta thấy là trong sản phẩm này kết hợp nhiều với thảo dược quý khác nữa, ví dụ như bạch chỉ này, cát cánh này, hoắc hương này, thì tất cả các sản phẩm này sẽ tạo nên một cái hương vị dễ chịu và đồng thời nó khử mùi hôi rất nhanh. Và theo tôi đánh giá cái sản phẩm này rất tốt cho những người mà có chứng hôi miệng, được sản xuất dưới cái công nghệ nano. Ứng dụng công nghệ siêu vi nano giúp tách các hoạt chất trong thảo dược thành các hoạt chất nano có kích thước siêu nhỏ, từ đó giúp dược tính của thảo dược thẩm thấu nhanh, đi sâu vào bên trong tế bào, giúp diệt triệt để tận gốc căn nguyên gây hôi miệng. Và vì vậy nên kết quả rất hiệu quả và nhanh chóng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.